Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Tiếp tục lại là mình tự làm đây và trở lại với video ngày hôm nay. Vẫn là cái con 68 game bài anh em nhá. Ok, thì nói chung là tất cả anh em cũng giống như mình vào đây chơi với cái mục đích và mục tiêu để mà kiếm tiền, đúng không ạ? Và hôm nay thì mình lại tiếp tục quay trở lại với con game bầu cua. Đó, hôm trước thì cũng rất chi là may mắn anh em ạ, nổ hũ một phát luôn. Dạo này vào chơi bầu cua rất may mắn, nổ hũ liên tục anh em ạ. Đấy, hôm nay thì không biết liệu có còn được nổ hũ nữa hay không đây, còn có được cái may mắn đó hay không nhá. Làm phát quả hồ lô này 5 củ tiếng đầu tiên. Đấy, 3 củ để test cầu đi đã, đúng không nhỉ? Để xem lịch sử cầu vừa nãy là ra gì, chưa có con tôm đúng không? Quất luôn cho con tôm 2 củ. Đấy, phát đầu tiên hồ lô và tôm. Ok, biết thế không đánh tôm, đánh độc con hồ lô thôi thì lại ngon đúng không nhỉ? Đấy. Ok, phát này thì đánh dê và tôm đi. Chuyển sang đánh dê và tôm thì anh em xem là lịch sử nó đang nghiêng về cái gì nhiều nhất nhá. Tôm nhiều nhất, đấy, dê. Ok, phát này đánh dê tôm này. Đó, phát trước thì nói chung là cũng lãi được, ăn ra được một củ nhé. May mắn, phát đấy mình định đưa bạch thủ dê không thôi thì ngon. Nhưng mà thấy cầu không thấy con tôm đâu thì giã hết cho con tôm nữa. Đấy. Dê tôm, có tôm, một tôm hai cá mà không có dê. Ok. Gà, phát này thì bắt gà và cua đi nhá. Cua gà, đấy. Ăn ra được một củ rồi. Link tải thì mình có để dưới phần mô tả của video nhé. Anh em nào mà muốn chơi trải nghiệm hay thử thách vận may thì anh em nhanh tay tải về. Đây chúng ta có thể dựa vào cái lịch sử này thì nói chung là mình thì mình ít bắt theo cái lịch sử này lắm, mình chỉ chủ yếu bắt theo mẹo thôi anh em ạ. Đó, có gà nhưng mà lại không có cua. Nói chung là dạo này bắt cứ hay toàn cứ hay bị lạc lõng tôm này, quả này bắt trần xì tôm. Tôm thì lại cá đi nhỉ. Chắc là pha này phải đánh mỗi con 2,5 củ may ra mới ăn được. Đấy. Bầu cua thì nó là một cái con game dân gian truyền thống rất chi là hay anh em ạ. Mình còn nhớ là cái khi ngày xưa là mình hay chơi, nói thật với anh em là mẹ nó lúc quần đùi rách đít cơ. Ôi rồi ôi mẹ, hai gà một hồ lô, con này vẫn bắt tôm mà hồ lô trần xì con tôm, quả này vào độc con tôm không thôi. Mình sẽ chơi chiến thuật là nuôi con tôm này. Đấy, nuôi con tôm này. Tôi sẽ nuôi quả này gấp thép con tôm lên. Quả này ra hai tôm thì ngon này, gấp thép con tôm, quả này kiểu gì có hai tôm lên rồi, một tôm anh em ạ. Đấy, nếu mà anh em chơi có thể là áp dụng chiến thuật mà chơi nuôi gấp thép, mà chơi chơi kiểu dạng gấp thép là cũng rất chi là hay. Anh em có thể dựa vào những con nào mà nó nhiều nhiều chẳng hạn là chúng ta sẽ bắt nhé. Đó, nhìn vào lịch sử cầu đúng ra quên bố nó không để ý vào cái vị này, xem là phát này nên đánh vào cái gì đây. Con này đánh gì anh em ơi, nhẹ nhàng chơi mẹ nó con gà với lại con tôm cái xem nào nhờ. Bởi vì phát này mình không để ý anh em ạ, biết đâu nổ hũ phát nào. Ôi rồi hai gà ngon chưa mày, hai gà luôn đấy. Phát này vẫn đánh quả này gà với tôm đi nhờ, gà tôm cho phát quả hồ lô nữa đấy. Mà quả đấy đánh, nói chung là quả đấy thì mình cũng nhìn vào cái cầu với con gà nó ít quá, thế là quất luôn. Nếu mà mình dùng chiến thuật gấp thép đánh 500 vào con tôm chẳng hạn, tiếng sau ra đánh một củ, sau nữa ra đánh hai củ, kiểu gì anh em cũng ăn. Ôi giời ơi, đúng là thứ này có hồ lô luôn. Đấy. Căng đây, căng đây, dê và tôm đây. Hũ này thì nó nổ 100% luôn anh em nhá, nổ hũ phát là nổ hết luôn. Đấy. Mình bắt mẹo là bắt theo cái vị của con xích bồ này này anh em ạ, vị của con xúc sắc đấy, xúc sắc bồ cua ấy, cái vị của nó mình sẽ bắt theo cái vị. Cái này thì mẹo này thì mình có chia sẻ cho anh em rồi rất chi là nhiều ở những video trước nhá. Tôm, dê, ấy giời ơi, cua gà nghe đi, quả này bắt cua gà bỏ dê đi. Ok,
Hôm trước thì hũ nó còn bé, thế là nổ phát được cái hũ đấy có hơn 3 củ, nhưng mà hôm đấy vẫn chốt ra được 20 củ anh em ạ. Hôm nay thì không biết là liệu nó có may mắn mà chốt lấy tầm khoảng 10 củ là ok. Rồi, có gà, có cua luôn nhá, cua gà luôn anh em ạ. Đấy, phần này thì chuyển sang dê và hồ lô đi nhỉ. Hồ lô dê. Nhưng mà tuyến này đánh nhỏ thôi, bởi vì tuyến này thì mình không kết anh em ạ. Quan trọng nhất là chúng ta cần phải nắm được những cái phương pháp cũng như là những cái cơ bản nhất thì chúng ta mới có cơ hội để giành chiến thắng và kiếm được tiền trong những cái trò chơi đổi thưởng online này anh em ạ. Đó, phát này thì cá đi nhỉ, cá và hồ lô hay là cá và tôm, bắt cá và hồ lô đi, hai con gần nhau. Đấy, bắt hai con gần nhau đấy, anh em thấy không? Nói chung là vào đây chơi mà đỏ thì ăn hết anh em ạ, đen thì phải chịu thôi đúng không nhờ. Đỏ thì có thể là kiếm 5 7 10 củ ngay, nhưng mà đen thì cũng có thể thua ngay. Nào, ui rồi ôi, hai cá luôn anh em ạ, quá ngon luôn, hai cá một dê. Rồi phát này thì vẫn đánh tiếp với cái con cá và gà đi. À, cá và gà nhá. Cá và gà phát được lại hai cá, ok đấy. Coi như là đánh cả hai thì ra cả hai nhỉ. Nói chung là hôm nay thì cũng chưa may mắn là được nổ cái hũ nào đâu. Rồi, có cá nhưng mà lại không có gà. Dê, đấy giờ. Tôm, lâu ghê chưa ra tôm thì phát này bắt con gà và con tôm đi. Phát này bắt gà và tôm, mấy phát là chưa ra tôm đây. Tôm gà. Đấy, vào quả này chốt lãi luôn mà ăn hút được hai phát này nữa là mẹ, phát này là ăn cũng hơi to đấy anh em ạ. Ôi rồi ôi mẹ, hai dê quả này mình bỏ dê thế mới tiếc cái cá này. Quả này vẫn bắt cá với gà rồi. Cược lại mẹ. Tôi sẽ chơi nhân lên tiếng này gấp thép lên hai con này nhá. Quả này quả chơi gấp thép lại hai con này, kiểu gì nó cũng ra mẹ. Hai tôm phát này cho mà xem. Ui rồi lại ra độc tôm thôi. Cua gà, phát này bắt mẹ cua gà đây, chuyển ra đánh cua gà. Cua cũng rất chi là lâu rồi, cua với gà là mấy tay này chưa ra rồi nhỉ. Đó, con này bắt hai con này ra phát là mình chốt lãi nghỉ luôn, cứ ra hai con này là nghỉ luôn. Úi dồi ôi, định bắt cua không gì đẹp nhỉ, lại bắt cả con gà nữa, đâm ra là không có gà, tiếc quá chứ nhỉ. Rồi phát này bắt gà dê luôn, hai con gần nhau. Kiểu gì cũng phải ra con này, chứ không ra con này thì mẹ nó nổ mẹ hũ con gà đi. Cục tác cho phát nào, cục tác. Ui dồi lại được con gà anh em ạ. À, có cả dê. Ui dồi mắt mình kém. mắt kém đó, thấy chưa, phát này thì là phát anh ăn được rồi em ơi. Ok anh em ạ, chốt lãi luôn, kèo này làm mẹ nó hơn chục củ trong con game bầu cua ngày hôm nay rồi. Và hôm nay thì mình sẽ tạm dừng và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.